chào các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng.com. Hôm nay tôi đã xin giới thiệu tôi trồng mấy cây rau ngải vào cái chậu bằng cái chai tự chế. Hôm nay là đúng 34 ngày chúng tôi trồng rau. Các bạn ơi, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký bằng cách các bạn chọn chế độ đăng ký ở như này nhé. Và nhấn chuông để nhận thông báo cho tất cả các video mới nhất của cây cảnh chợ hàng nhé. Trước khi trồng thì tôi đã làm một cái chai này. Ở một số cái clip trước tôi đã clip ngày 28 tôi đã giới thiệu cách làm cái chai này. Đương nhiên là từ cái chai tự chế tôi có dùi lỗ ngang để lại khoảng độ 1-2 phân nước dưới và dùi hai lỗ hai đầu để tôi làm móc, tôi sẽ treo lên. Các bạn cứ lối móc vào với nhau, tôi tí tôi sẽ treo lên tường thì chúng ta sẽ thành một cái tường rau. Nếu mà ta trồng chẳng hạn như là toàn rau ngải hay toàn rau cá hay là ta có thể trồng nhiều loại, thế như tôi thì tôi giới thiệu trồng nhiều loại. Đây tôi sẽ sử dụng đất và trồng. Đất này thì tôi vẫn sử dụng như mọi khi thôi. Ngày nào trồng rau tôi cũng sử dụng đất này. Đất này thì vẫn bán trên thị trường chợ hàng Hải Phòng, đường Hoàng Minh Thảo. Thế là cụ thể tôi cũng đã giới thiệu như rau diếp tôi trồng đến hôm qua là tôi đã bắt đầu có rau ăn rồi. Cái gọi là rau diếp hay còn gọi xà lách ấy, là có rau ăn rồi. Thế bây giờ tôi lại trồng rau ngải. Thế lúc mà chúng ta trồng một cái tường rau ngải ấy, rau ngải thì nó rất là xanh. Khi các bạn sử dụng ấy thì chúng ta, thí dụ như tôi ấy, thì là lấy cái ngọn rau ăn thì tường vẫn còn lại màu xanh, mà rau ngải rất dễ sống. Nếu mà chúng ta muốn làm cái tường cây màu xanh ấy thì là chúng ta dùng rau ngải cũng có thể là thành cây cảnh được. Ý tôi là vừa làm cảnh vừa có rau ăn, chứ không phải là tôi chỉ trồng rau không. Đây tôi có cái chai này, tôi cho một lượng đất nhất định vào. Cái cây rau ngải tôi đi nhổ về nó đã héo héo như này rồi. Đó, nó héo như này nhưng tôi vẫn cứ trồng. Vì cái này là tôi muốn làm một cái clip mà nó là gọi là trên thực tế luôn, chứ tôi không sử dụng những cây thật tốt xong quay một cái vườn thật đẹp lên. Mà đây tôi làm từng ngày và làm hàng ngày luôn. Thế ngày nào cũng thế, nếu nó có rủi ro như chuột cắn rồi nó trèo chuột nó chạy vào rồi đánh chuột đi thế nào là tôi cũng là nói rõ luôn. Thế thì nhiều lúc tôi trồng cái cây này nó có rễ. Có cây nó, ví dụ như các bạn không có, các bạn có thể lấy cái ngọn rau ngải các bạn dâm được. Chúng ta dâm ngọn được, nhưng dâm ngọn thì chúng ta lên dâm nó ở chỗ lúc dâm thì chúng ta đây như cây này gần như không có rễ, đúng không? Tôi cứ cho vào đây. Đấy. Cái cây này tôi trồng thì tôi trồng bằng cách là tôi chỉ cần đẻ vào thôi. Tất nhiên là tôi vẫn luôn luôn đẻ cây to vào giữa và cây bé ra hai đầu. Đấy, tôi trồng 8 cây đi. Cho nó hơi nhiều một tí để trống được ăn. Cây bé thì tôi lại để ra đầu, tôi chọn hai cây bé tôi để ra hai đầu. Đấy. Bây giờ tôi chỉ việc cho đất vào xong rồi làm sao cho cái cây nó rễ cây hoặc cái gốc của cái cành cây nó nằm ở trong chậu là được. Cái chậu này chậu tái chế mà chúng ta chỉ sử dụng những cái chai nước đã uống hết nước rồi. Ta làm rất đơn giản mà thành một cái tường cây rất là đẹp. Các bạn mà có hoa tay mà trang trí có thể là vẽ thêm vào cái chai. Chẳng hạn như nhà mình có cu tít, cu tèo chẳng hạn ấy thì là mình bé tèo gì đấy thì bé bống chẳng hạn ấy, mình viết cho tên bé vào đấy là cái cây rau của bé. Cho bé hào hứng và bé trồng rau. Thế hàng ngày có thể chúng ta cũng, nếu mùa nắng thì chúng ta cũng phải tưới rau một chút. Cây thì đầu tiên là môi trường, tức là nó là không khí để cho cây sống ấy. Cái thứ hai nữa là cây nó quan trọng nữa là ở cái phần gọi là nước tưới. Cũng như chúng ta chúng ta là động vật, còn những con gà, con chó cũng là động vật thì nó cũng cần cái môi trường sống là không khí là đầu tiên. Thực vật nó cũng vậy các bạn ạ, thực vật nó cũng cần không khí. Cũng như chúng ta thôi, cái môi trường mà thí dụ như là nó ưa râm mát mà chúng ta để nó lắng quá thì nó cũng có vấn đề. Nếu mà nó vào cái nơi nó bị kiểu như trong cái, nếu râm thật nhưng mà vào cái chỗ mà nó bị tường chắn các phía nó không thể có gió qua lại được thì nó cũng kém phát triển. Nếu còn đâu chúng ta trồng ở riêng một bức tường như này thì với những cây này là rất là lý tưởng. Nếu còn tôi vẫn cứ sử dụng cái đất này mà hoàn toàn là không cần phải cho thêm gì cả. Vì là cái này nó có phân hữu cơ rồi. Tất nhiên là phân hữu cơ thì nó có cái nhược điểm của phân hữu cơ. Là phân hữu cơ đấy thì là nó, khi các bạn trồng ấy các bạn phải đi găng tay rồi các bạn phải
để phải gọi là có đồ dụng cụ một chút, rằng cái bay hoặc cái muôi, hoặc bạn lấy cái muôi ăn cơm hoặc bỏ đi rồi đấy, hoặc là cái xìa chúng ta trồng cũng được, cái thìa chúng ta trồng cũng được. Ở đây tôi còn mấy cây nữa nên tôi trồng vào đây. Khay này hơi ít, có khi tôi phải đi ra kia tôi nhặt mấy cây nữa. Con này còn có 5 cây. Đấy, tôi kiếm thêm 1-2 cây nữa. Đây tôi nhổ thêm được mấy cây nữa. Đấy, tôi nhổ thì nó cũng có rễ, không có rễ tôi cũng không quan trọng lắm, vì cái cây rau ngải nó dễ sống. Mà tôi cũng cứ trồng vào đây. Vì sao ấy là tôi muốn là tôi không phải là biểu diễn, tôi trồng một cái cây xong rồi tôi có cái cả một cái tường cây đẹp rồi tôi biểu diễn trồng một cái này. Mà đây là tôi muốn làm cái clip mà từng ngày một, kể cả nó xấu hay nó tốt tôi cũng cứ chia sẻ cùng các bạn, chứ không phải là làm để mà biểu diễn cái cây nó thật đẹp. Có một cái tường cây đẹp xong rồi trồng vài cây làm mẫu với các bạn, mà tôi làm đây là làm thật để muốn là cùng các bạn trồng rau ở nhà, hoặc là trồng cây rau gia vị để chúng ta có rau ăn, chúng ta có thể chia sẻ rồi thành những người bạn trên trong cuộc sống cũng như là trên mạng. Thế là tôi muốn làm thật đây, chứ không phải là tôi trồng một cái tường rau đẹp xong rồi tôi trồng mấy cái cây lên, nếu tôi làm như vậy cũng được. Thế nhưng mà rồi một vài chục ngày nữa các bạn cũng sẽ dần dần thấy, ngày đầu tôi làm nên ấy, có vài cái cây rau, ngày đầu tôi trồng có vài cây rau xà lách thôi, cái gieo mấy hạt rau muống thì lại chết mất không lên. Thế nên đấy là nó là những cái hiện thực. Thế bây giờ tôi làm xong cái này rồi, thế tôi sẽ treo lên và tôi sẽ tưới nước. Như này là tôi có được cái rau ngải. Nếu mà các bạn trồng một cái như thế này thì chúng ta có thể không đủ ăn, nhưng mà nếu ta trồng 10 hoặc 20 cái chai như này, mà nếu một cái chai như này mà đây bao đất của tôi nguyên bỏ ra, chắc là mỗi cái chai lại mất khoảng cân đất thôi, hoặc là hơn cân đất, nghĩa là cái bịch này có thể trồng được cứ gọi là 6-7 cái chai này đi, cái chai nước uống này đi, thì chúng ta khoảng độ hơn chục cái chai này là một lần là chúng ta sẽ thu hoạch được rau ngải để ta ăn. Nhưng mà đây tôi trồng giới thiệu với các bạn để chúng ta cùng trồng, chứ không phải là tôi làm một cái vườn rau ngải thật đẹp rồi đăng lên với các bạn để xem. Mà đây là chúng tôi muốn làm thật cùng các bạn thôi. Nếu các bạn cùng làm thì có những cái gì rất mong các bạn chia sẻ trên YouTube Cây Cảnh Chợ Hàng, bên chúng tôi sẽ lắng nghe và học hỏi thêm và giảm bớt các cái thiếu sót trong công việc. Thế bây giờ tôi làm được cái đấy rồi, xong rồi tôi có 2 cái móc, các bạn có thể đóng 2 cái móc treo trên tường. Xong rồi tôi lại dùng 2 cái móc nữa như này, tôi lại móc vào cái móc có sẵn, cái móc tôi treo. Các bạn chỉ cần 2 cái đinh ở trên tường, giới hạn 2 cái đinh trên tường thôi. Thế là tôi lại làm 2 cái móc nữa, sau này tôi lại làm tiếp 2 cái móc nữa lối dài xuống, thì là nó sẽ thành dần dần nó sẽ thành cái tường rau thôi. Nếu mà như này tôi treo toàn cái cây hàng ngang như này thì nó thành một cái tường rau đấy. Thế tôi treo rất đơn giản mà thành một cái tường rau luôn. Thế mai kia nó lên đẹp thì một thời gian rồi nó cũng sẽ lên đẹp thôi, thì là các bạn có thể cùng xem. Bây giờ tôi tưới nước. Tưới nước tôi cũng sử dụng cái chai này, tôi cũng đã giới thiệu trên clip rồi. Tôi lấy cái que nhọn tôi dùi, hoặc các bạn lấy lửa các bạn dùi. Chúng ta bóp bóp như là nước nó sẽ vào. Nên tôi đợi nó thấm một chút đã, không cái đất nó khô quá đấy. Tôi tưới một lần là nó sẽ không thấm. Nếu mà mai có thể là buổi sau tôi lại trồng rau ngải tiếp, thì cả một cái hàng này rau ngải, mà 2 cái hàng rau ngải tính ra cái chiều ngang cái chai này nó chỉ chưa đến 40 phân. Nếu mà ta treo được chẳng hạn như là tầm vừa tầm tay của ta thì đây 2-4-5 chai rồi. Cái cây mới trồng trông nó xấu xí thế này, tôi có thể trồng được 6 cái chai như này, và trồng 2 hàng là 12 chai thôi là ta đã có rau ngải để ăn rồi. Có lần tôi cũng đã giới thiệu về dấp cá chẳng hạn đấy, thì các bạn có thể là sử dụng dấp cá rồi là nó cũng làm thành tường xanh được. Thế còn hạt mùi trên một clip nào trước đây tôi đã gieo bây giờ lên rồi. Thế mai tôi lại buổi sau tôi lại xin giới thiệu tôi gieo hạt mùi. Thế rồi còn cái cây như là cái cây bạc hà này, buổi đầu tôi trồng đây bây giờ lên tận ở gốc rồi này, mới hôm đầu trồng thì nó hay ái o trông nó héo hơi héo hắt. Thế nhưng mà rồi đấy, cái đất dinh dưỡng mà tôi vẫn giới thiệu các bạn đấy, các bạn thấy không, cây nó lên ở tận ở gốc này, lá vàng đây cũng có đây. Đấy tôi bỏ đi, cây này là cây bạc hà này,
Thế rồi mấy cây húng kia thì trông nó chán quá. Đúng không? Nhưng mà rồi đây, nó đây như cây này là cây trồng sau này. Rồi nó sẽ lên. Thế còn đây là cây mùi tàu này. Đấy, tôi trồng ở đây. Cây rau răm cũng có trên clip tôi giới thiệu rồi. Còn cây lá lốt này, các bạn xem bắt đầu lên rồi. Đúng không? Cây lá lốt lên đẹp rồi. Cái mới đầu đất nó khô mà tôi tưới đẫm đẫm một tí. Mặc dù là trời mưa nhưng mà mưa này mưa nhỏ, nó không có ấy, nhưng mà nó không vào được nên tôi phải tưới ẩm nước đã, cho đất nó thấm đủ nước đi. Nếu các bạn lưu ý là làm cái chai ngang ấy, các bạn dùng những cái chai nó có chất liệu nó cứng cứng một chút. Còn cái chai mà nó mềm như cái chai này đấy thì như thế này, nó có cái mềm như này, nó treo ngang nó dễ bị bẹp. Tôi cũng đã thất bại trong một vài clip mà làm các với các bạn ấy là nó bị võng cái chai đấy. Cái cây rau ngổ tôi bây giờ vẫn phải để dưới đất đấy. Còn nếu mà cái cây chai mà nó yếu như này ta treo dọc thì thoải mái. Nên tôi có thể lối tiếp chai lên được đấy, cứ chai lọ lối chai kia thành hàng dọc như này. Thế là tôi sẽ có thể giới thiệu vào sau đấy, tôi tưới nước vào. Thế là cái cây này giống trước mấy ngày nó đẹp hơn đấy, cây bạc hà. Thế mà mai kia nó rủ xuống các bạn treo tường dọc cũng đẹp đúng không? Thế tường ngang thì tôi có cái loại mà treo một dây thành cái hình tam giác như này. Đấy, còn cái loại mà đây là tôi mới là tôi sáng tạo ra cái cách khác là treo bằng hai dây và treo bằng hai móc hai bên thì cái tường cây của chúng ta an toàn hơn. Nếu mà sát với lại bờ tường thì là cây nó gió bão cũng không ăn thua gì cả. Nói gió bão thì cũng đúng, mà gió to hoặc là một số cái rủi ro khác cũng đỡ lo. Thế còn cây đậu bắp này của tôi sắp sửa sẽ tôi sẽ nhổ tỉa nó ra ngoài, đánh tỉa nó ra ngoài và trồng vào cái khay khác. Thế những cái cây rau mà gieo dày như này là buổi nào đó thì tôi sẽ tỉa ra tôi đánh ra tôi trồng những cái khay khác. Còn cây diếp cá này hôm qua trước lúc quay xong rồi là tôi đã thu hoạch bớt rau đi một chút rồi. Thế còn những nếu mà khi thu hoạch xong những cái lá già lá úa như thế này, chúng ta có thể dọn dẹp cho vườn đi một chút. Các bạn đừng nên để cái lá già lá úa lá khô này xuống để làm phân bón. Nếu muốn làm thì các bạn lại phải ủ riêng ra ngoài. Chứ chúng ta không nên là dùng phân bón bằng cái gọi là ta lại vừa ủ phân lại vừa bón cây thì chúng ta không thể làm kép như vậy được. Mà chúng ta muốn ủ phân bón bằng phân hữu cơ, bằng gọi là phân xanh đấy. Trước kia thời tôi còn bé gọi là vẫn phải đi lấy cây về làm phân xanh để trồng cây. Thế thực ra phân xanh ấy là tiết kiệm làm thì cũng rất tốt. Còn cái này là nó có phân hữu cơ rồi. Đấy bạn thấy không? Rau diếp lên rất là tốt. Nếu mà chỉ ba cái khay như thế này thôi là nhà ta chắc rau ăn về rau diếp là cũng không no lắm đâu, cũng đầy đủ. Mà đây tôi trồng mỗi ngày tôi chỉ có 15-20 phút là cùng thôi, chưa đến 20 phút đâu. Nên là rất là mong các bạn là xem rồi các bạn là nhấn chuông hoặc là các bạn đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi. Và các bạn có bình luận chia sẻ thì chúng tôi xin cảm ơn. Rất mong hẹn gặp lại các bạn vào clip sau.